Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì tiếp tục những cái clip mà mình mua hàng trên mạng rồi mình bóc hàng á. Thì hôm nay mình cũng sẽ bóc một món hàng mình mới mua trên Shopee. Thực ra thì mình thường mua hàng khi mà có sự kiện giảm giá nhiều hoặc là có những cái mã giảm giá tốt á, mình mới bắt đầu mua. Thì trước sau gì mình cũng cần thiết những cái món hàng này. Thì đây là cái sản phẩm mình mua trên Shopee. Nó là cái giá phơi đồ inox gia đình chung cư dễ tháo lắp, thì có thể kéo dài từ 90 tới 150 cm, thì có luôn bánh xe, đó là shop ghi như vậy. Cái này là do giao hàng nhanh vận chuyển, nhưng mà cái này do shop ở Long Biên Hà Nội nên là vận chuyển đến Hồ Chí Minh nơi mình ở thì hơi lâu chút xíu. Này vận chuyển bằng đường hàng không luôn à, Vietjet Air. Đó, thì này nhân viên đã mở cái phần này để xem cái bill hay sao đó. Rồi bây giờ là mình mở hàng luôn nha. Hầu quên, cái này thì mình mua trên Shopee. Hình như là giá 145.000 á là đã áp dụng mà giảm giá với lại miễn phí vận chuyển rồi á. Tại vì cái này nó rất là nặng, nhưng mà mình được giảm vận chuyển do sự kiện là đơn 50.000 là đã được miễn phí vận chuyển rồi. Nè, mình thanh toán trước rồi cho nên là khi nhận hàng thì không có thanh toán nữa. Nặng lắm các bạn, cái này chắc khoảng 2-3 kg gì đó. Đây, shop cũng bọc hàng rất là kỹ. Ở ngoài có ni lông. Rồi, shop có tặng cái này nữa hay gì nè. Một cái móc khóa. Cái này là ngoài cái dự kiến của mình. Ở trong có bọc shop. Rồi tới cái hộp của nó nữa. Quá nhiều lớp. Vận chuyển cái hàng này nó hơi dài, mình chỉ sợ là nó bị cong vênh những cái nóc ở trong thôi. Đây, đây là cái giá phơi đồ. Có ghi ở đây là chắc là tải trọng được 30 kg như vậy. Ở đây là có hai cái chỗ phơi, cái cao cái thấp nè, rồi có luôn bánh xe nữa. Mình nghĩ là cái này nó cũng không có chắc chắn lắm đâu. Thì các bạn ra cửa hàng nội thất hay là vật dụng gia đình đó, thì có thể mua những cái mà nó sẵn luôn á, bằng inox toàn bộ luôn á, thì cái đó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái này á có thể tháo lắp được dễ dàng, rồi chủ yếu là mình thích mua hàng trên mạng thôi. Rồi giờ mình sẽ khui ra đi. Đây, tờ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp. Cái mùi nhựa này thì mình thấy nó hơi hôi đó các bạn. Này thì bằng inox nhưng mà hơi mỏng. Đây là 4 bánh xe bằng nhựa. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp luôn. Mình sẽ xem hướng dẫn lắp ráp á. Ở đây, ở ngoài cái thân hộp á thì nó sẽ dễ hơn là các bạn xem trên cái hướng dẫn sử dụng này. Tại vì nó không có ghi cái chi tiết này là dài bao nhiêu đó để các bạn ước lượng được. Thì ở đây có nè. Rồi mà giờ mình sẽ làm cái hướng dẫn này nha.
phẩm sau khi mình lắp ráp hoàn chỉnh rồi. Thì đây là toàn cảnh. Ở dưới thì có bốn bánh xe mà mình cảm thấy nhựa nó không chắc chắn lắm. Nếu mà các bạn không có kéo tới luôn nhiều quá thì các bạn cũng không cần gắn cái bánh xe nhựa đâu. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Còn bạn nào có kéo đi kéo lại lúc trời mưa hay gì đó thì chúng ta sử dụng cái này cũng tiện. Đây mình lắp xong thì mình thấy dư ra hai cái cây này. Thì mình không biết nó nằm ở đâu, tại vì cái hướng dẫn lại khác cái chi tiết nó có nữa. Cho nên là có thể cái này là dự phòng thôi. Rồi, ở đây thì các bạn có thể kéo ra thêm nữa. Chỉ cần vặn cái này ra. Rồi các bạn kéo này dài ra. Hoặc là thu lại gần đó. Thì theo diện tích với lại đồ các bạn phơi nhiều thì ít thôi. Đó, thu ngắn lại. Bên kia cũng vậy. Thì dưới bánh xe ở phía dưới thì nó có luôn cái khóa bánh á. Chống trơn trượt khi các bạn phơi đồ nó đỡ chạy đi á. Thì đây là cái clip mình khui hàng cái sản phẩm mình mua. Thì mình làm clip này để cho các bạn tham khảo thôi. Bạn nào có nhu cầu mua hoặc từng định mua cái này thì bây giờ cũng đã thấy được cái này rồi, để quyết định có nên mua hay không. Theo mình thì nó cũng khá là tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.